Hi, xin chào mọi người. Sau đây Thiện sẽ hướng dẫn mọi người đệm hát bài Cô gái 1m52. Sau đây Thiện sẽ đệm mẫu trước, sau đó Thiện sẽ hướng dẫn cho mọi người nha. 1, 2, 3, vô. Là cô gái hay mộng mơ, ta da 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 da. Chỉ cao 1m5 mà nhìn sao đáng yêu vậy mà na 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 na. Ta da 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 da, ta da 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 da. Chỉ cao 1m5 tự nhìn sao đáng yêu vậy mà đôi môi thắm duyên. Thôi thì là duyên nên từ chuyện mẹ cha đã thương nên mẹ cha ta đứng nên vợ chồng quen nhau để lâu thêm bao sầu nay nói ra cho hết đau đầu na 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 đời hạnh phúc chẳng đăng 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 tầm tầm na 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 na. Ok, đơn giản thôi, sau đây thì sẽ hướng dẫn cho mọi người đánh nha. Ok, và sau đây chúng ta sẽ chơi tiếng piano. Và đầu tiên chúng ta chọn tiếng piano nào? Đối với những cái đàn 950, 70 chúng ta hãy chọn vào mục piano nha. Nó có cái mục octa piano, O-C-T-A-V-E piano. Đó. Đó. Cái tiếng đó mới hay và mọi người. Đối với cái điệu này thì từ cái đàn 1710 đó lên mọi người hãy chọn vô điệu pop rock trong đàn á. Nó có cái điệu là 60S Vita Bop, là điệu bop đồng quê á nha, vintage bop. Rồi tempo chúng ta để 115 thôi. Đó thì sẽ hướng dẫn mọi người cái intro trước. Nó đi như thế này, có nghĩa là tay trái trước nè, trái chát chát chát, trái chát chát chát. Thì sẽ đánh lại nè, trái 2 3 4, trái 2 3 4. Rồi thì đánh chậm cho mọi người lắng nghe cảm nhận cái nhịp trước đó nha, thì để tempo chậm thôi. Đó thì sẽ đánh chậm cái intro nè. La son fa, fa la son, son la si do. Là cô gái đó. Rồi nè. Bum chát chát chát, bum chát chát. La son fa, fa la son, chát chát, son la si do. Ok, đọc chậm nha. Nè, tay trái nè. Trái, chát chát, chát. Trái, chát chát. Đô si la, chát chát, chát. Chát chát. La son fa, hai cái, chát chát. Fa la son, chát chát. Son la si đô, chát chát, chát. Đó. Rồi vô bài thì chúng ta cũng đệm như vậy, là có nghĩa là 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Cứ thế mà chúng ta đệm hết bài thôi. Là cô gái hay mộng mơ, chẳng tiền sân buồn sắc màu. Chỉ cao 1m5
hai nhưng sao đáng yêu vậy mà đôi môi thâm duyên nụ cười đó. Và điệp khúc thì mọi người dập dồn thêm vài một hai cái thôi, ví dụ thôi thì là duyên nên từ chuyện mẹ cha nên mơ nàn mẹ cha ta đừng nên vợ chồng quen nhau để lâu có thêm mâu sầu nay nói ra cho hết đau đầu đó. Cái bài này đệm rất là đơn giản và mọi người hãy đón xem clip Thiện hướng dẫn đánh piano trên cái này không như thế nào nha. Ok, xin chào mọi người, chúc mọi người có một buổi học vui vẻ nha. Xin chào mọi người, mình là Thiện Organ. Xin chào mọi người đến với khóa học đệm hát trên đàn organ phần 2. Đến với khóa học này thì Thiện sẽ hướng dẫn mọi người 15 bài đệm hát và những kinh nghiệm kỹ thuật trong lúc đệm hát trên đàn organ. Đó là chúng ta đánh những hợp âm nâng cao và chạy gam và cách rao đoạn đầu một bài hát, và chúng ta sẽ thực tập những cái bài từ tông thứ sang tông trưởng. Đó. Thiện còn hướng dẫn cho mọi người 4 câu gian tấu solo guitarist để mọi người thể áp dụng vào bất kỳ điệu nhạc nào mọi người muốn, và có thể chúng ta áp dụng vào những đoạn gian tấu chúng ta feel fun theo ý mình thích. Khóa học organ nâng cao này thì có hướng dẫn cho mọi người làm quen với điệu twist, điệu rap và điệu habanera, và chúng ta sẽ đọc tấu một bài giọng cổ, giọng kim lan. Đến với chương trình học đàn online này nó có rất là nhiều điểm, đó là về thời gian mọi người có thể linh động bất cứ khi nào mọi người học cũng được, và khoảng cách dành cho những ai mà có khoảng cách địa lý quá xa và không có thể tới lớp nhạc học được thì chúng ta có thể học qua online. Điều quan trọng nhất đối với khóa học này là Thiện dạy một cách là rất là nhiệt tình và vui vẻ, và làm sao truyền đạt tới cho mọi người một cách đơn giản nhất và dễ hiểu nhất đó, tạo hứng thú cho mọi người trong lúc học. Có thể tham khảo khóa học đàn đệm hát online phần 2 nâng cao này phía bên dưới và nhấn nút đăng ký ngay phía bên dưới để cùng học nha. Xin chào mọi người, chúc mọi người vui vẻ nha.